Sao đây? Đẹp chưa? Nhí nhí đúng nính đúng nính. Này, chị lấy thêm màu trắng cho Vi nữa. Gì vậy Vi? Hả? Sao đây? Cắt cam vào đây làm gì? Ăn cam à? Muốn ăn cam à? Bây giờ chị lấy cam cho Vi nhé. Chị biết uống một xíu không? Chị uống. Đấy. Không còn chị bắt cam cho Vi uống. Hả? Để chị nhá. Hai câu đúng không? Đợi tí. Vi chờ chị một xíu nhé. Sao đây này? Muốn ăn cải táo à?
Cái gì đấy? Mình lấy cái gì? Lấy cái nữa hả? Mình lấy cái gói gì đấy? Gói đi nhé chị xem. Bún rau câu. Ủa mình muốn làm rau câu à? Muốn ăn rau câu hả? Trời ơi, chị còn làm chưa làm xong nữa. Rồi đi làm cho đi nhé. Phải làm cho đi nhé. Muốn làm mấy quả này à? Chị ra xem còn trái cây gì không? Làm cho đi nhé. Các quả. Mấy chơi để đói à? Đi đâu? Đi cắt nước cam. Rồi mình sẽ cắt trái cây trước. Rồi chị đi cho cá vào. Mấy cái nho này nữa. Long. Ok. Cam xíu nữa sẽ cắt cho. Rồi. Cắt thêm nào. À. Sao Bi hay vậy? Nghĩ ra món này. Lấy cho Bi miếng. Táo ngon nhỉ?
Đấy, chị bóc cái này cho Vi. Anh ấy tả rồi, anh ấy anh nhanh đi. Đây. Nhỏ Vi thích đây. Thơm nhỉ. Vậy chị lọc vỏ nó ngay em, chị cho đi từ từ bỏ vỏ đã, có vỏ đấy ăn luôn này. Nước ăn. Làm gì vậy? Cái này thì chị lấy màu thôi. Chị sẽ làm hai màu, màu trắng và màu cam. Màu tự nhiên luôn, trong toàn. Hết rồi. Hết rồi rồi. Ok rồi đấy. Để cho mình miếng. Thử đi. Ok rồi nhỉ. Nó rồi. Thế đấy. Cái đấy nhé. Thì chị dọn bớt cái hoa quả này này. Xong rồi làm thành cho Vi xem. Chọn. Chờ chị đi nhé. Mình sẽ cho cái bột rau câu vào. Cái này là bột rau câu. Cái này sẽ không có đường nữa mọi người. Vì lo từ trái cây. À, ok. À, bột ra mà. Bột rau câu. Bây giờ cho vào đây nha. Quẩy đều nhé. Xong chị được đi cho vào bếp nấu đây. Nấu cho đi. Rồi, đi vào nấu nhé. Này nấu thì quẩy liên tục. Đi vào bếp. Vào bếp nấu. Bây giờ mình nấu xong mình đổ ra cua nhé. Cái cua
đây này, gỡ khuôn nha. Rồi, ok rồi. Đây, bây giờ mình xếp trà cây vô đây. Chị sẽ mix các vị hoa quả vào cho đi. Bây giờ táo nhé. Bí nho. Bây giờ thanh long với nho. Rồi, thanh long với táo. Nhìn ngon chưa? Xong rồi. Nhìn ngon nhỉ. Ok, xong rồi. Để cái này đây mình rót nồi. Chờ tí nha. Để chị pha màu trước nhá, pha màu cam. Để đi. Em múc nửa ra đây pha màu cam nhé. Em cho nước cam vào. Đó. Hiểu không? Trắng nha. Ý ơi, cái đấy còn nóng. Nó phải đông lại cơ mới ăn được. Đó. Ok, không rồi. Rồi bây giờ mình để vào tủ lạnh cho nó đông nhé. Cái bát này xong rồi chị lấy sạch cho ăn, chờ nó đông đã.
và lấy khay cho Vi. Chưa có đồ ăn đâu. Mấy cái lọ này mình để thành ăn dần. Đây, cứ để khay này. Chờ Vi nhé. Đây, ngon chưa? Wow, chị lấy ra đi nhé. Nào, từ từ. Đấy, đẹp chưa? Đúng nính, đúng nính. Đây. Này, chị lấy thêm bao trắng cho Vi nữa. Wow, so beautiful. Đẹp nhỉ? Thêm một cái nữa nha, bị nhau này. À, rồi. Bỏ vô hũ nha. Chờ tí. Cho nó nguội quá là hơi lạnh. Đi ăn được luôn. Thì chị sẽ cho vào hũ. Tinh. Đây, thêm cái màu trắng nữa. Siêu ngon luôn Bi ơi. Okay, chị để bột lạnh nhé. Khi nào Bi thích thì Bi ăn. Để ra ăn nhé. Ê, xong để bột lạnh nhé. Hai khay này còn một khay đậu. Đây. Đây chị cắt cho Bi đấy, Bi chờ nãy thôi. Đây chị cắt cho Bi nha. Để Bi chờ hơi lâu. Này Bi, ăn đi. Chị quên mất, lấy đĩa của chị. Chà, món Bi yêu cầu đấy. Wow. Má, cái này thì nó được cắt tủ lạnh để cho Bi ăn dần. Đẹp rồi. Ăn trái cây nữa cho ngọt. Nghe này. Xem là tìm ra món ngon hết. Thì em đi nghĩ ra món này à? Đứng bên bàn tay.
Núng nính. Ăn đi. Ăn đi. Ăn nhiều vào. Điên giỏi. Trái này đi. Còn mình trái cây này.